nóng, 27 địa phương đã mở lại xe khách liên tỉnh. Karaoke xin được mở cửa trở lại, người hát đeo khẩu trang. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến chiều ngày 15 tháng 10, đã có 27 địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đắk Nông, Phú Thọ, Phú Yên, Lai Châu, Kon Tum, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Nam Định, Bình Dương. Ngoài ra, 11 sở giao thông vận tải đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý về kế hoạch khôi phục lại tuyến, gồm Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hậu Giang. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, lượng khách đi lại trên các tuyến vận tải đường bộ chưa nhiều. 22 trong số 27 địa phương nêu trên đã mở tuyến xe khách với 316 chuyến đăng ký mỗi ngày, song thực tế chỉ có 66 chuyến khai thác trong ngày 15 tháng 10, vận chuyển chỉ có 203 khách. Karaoke xin được mở cửa trở lại, người hát đeo khẩu trang. Sau thời gian dài phải tạm dừng hoạt động, các chuỗi karaoke tại Thành phố Hồ Chí Minh đang dần kiệt quệ, có nơi đóng cửa trả mặt bằng, có nơi phải mở quán bán thức ăn mang về. Quản lý chuỗi karaoke Enai Zimia cho hay, chuỗi này đã quyết định dừng hẳn chi nhánh trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, dù đây được coi là chi nhánh trọng điểm. Trong suốt 2 năm qua, hệ thống đã liên tục đóng, mở do ảnh hưởng của dịch. Hiện nay, Enai còn 7 chi nhánh, ước tính chi phí để chi trả cho 7 chi nhánh này tốn cả tỷ đồng mỗi tháng. Dù doanh thu trong 4 đến 5 tháng nay đều bằng không, ban lãnh đạo phải bỏ tiền túi cũng như vay ngân hàng để chi trả cho tiền mặt bằng, đồng thời trợ cấp cho nhân viên. Trong khi đó, đại diện chuỗi karaoke Kun cho biết, tính tới thời điểm hiện tại ngành này đã phải đóng cửa hơn 9 tháng. Dù không có nguồn thu nhưng các chi phí vẫn phát sinh để duy trì, khả năng thanh toán cho nhà cung cấp, chủ nhà, lãi vay ngân hàng đã không còn nữa. Trước những khó khăn trên, hệ thống karaoke Kun đã đại diện cho nhiều doanh nghiệp karaoke khác gửi công văn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở cửa hoạt động lại ngành này từ ngày 30 tháng 10. Doanh nghiệp này cho rằng karaoke không phải là môi trường nguy hiểm, bởi nhóm người đi hát đều quen biết nhau và hát trong các phòng riêng tách biệt. Mỗi lượt hát đều được thay bọc bích và người hát vẫn đeo khẩu trang. Đồng thời, không gian các chi nhánh đều rộng, chỉ nhận khách thẻ xanh và sẽ giới hạn số người theo quy định của Bộ Y tế. Nhiều doanh nghiệp karaoke mong rằng sớm được hoạt động trở lại.